Xin chào bà con, thì với clip này mình quay cho bà con về cái kỹ thuật mà đào hố, đào rãnh thoát nước cho cây chanh dây, cây tiêu. Thì với mô hình này là trồng xen giữa chanh dây với tiêu, thì mình có quay cho bà con xem về rãnh rãnh. Thứ nhất về cái rãnh này mình khuyên bà con đánh từ 20 đến 30 cm. Thì bà con đánh, cứ cách hàng ta đánh. Thì với cái việc mà mùa mưa đến thì hầu như là chanh dây hay là tiêu, bất cứ cây trồng nào, với những vùng đất trũng, vùng đất ở Tây Nguyên đất đỏ Ba Giang, thì hầu như cái số lượng ngập úng đã gây hiện tượng mà thối rễ, thối gốc trên cây chanh dây, cây tiêu thì phổ biến rất rộng rãi. Thì với clip này mình quay cho bà con xem về một cái mô hình về cây chanh dây, cây hồ tiêu ở vườn này. Thì nông dân đã tiến hành đào rãnh nước từ 20 đến 30 cm, thì đào dài hết. Thì mỗi hàng cách hàng với nhau, bà con nên đào hết cho mình xem đó. Thì đang quay toàn bộ cho bà con xem á, đào rãnh hết, dùng đào rãnh góc hàng thì chúng ta đào rãnh hết. Thì cái việc đào rãnh này rất là tiện lợi cho bà con nông dân chúng ta. Thứ nhất đó là mầm bệnh nè, nó không có thể, nó theo đường nước thì sẽ trôi đi hết. Thứ hai là cây cối sẽ không bị ngập úng. Thì hai cái điều ngập úng là rất là quan trọng cho cái việc mùa mưa của chúng ta, nhất là ở vùng Tây Nguyên. Thì đó là cái kỹ thuật mình hướng dẫn cho bà con. Thì việc đánh rãnh này với mô hình trồng này thì bà con chỉ cần dùng cuốc bàn thôi, chúng ta cào vét bồn và cào mương thôi, chứ không có nặng. Nếu mà những cái hộ nông dân khác ấy, lúc mà chưa làm thì chúng ta có thể thuê máy múc rồi chúng ta cào. Thì với cái vườn chanh dây này đó là về cái đánh rãnh. Còn về việc thứ hai á, mình khuyên cho bà con á, cái yêu cầu mà vẫn quan trọng nhất là cắt tỉa cành đối với cái chanh dây vào mùa mưa. Thì cũng giống như tất cả các clip khác á, mình cũng khuyên bà con là mùa mưa chúng ta nên tỉa cành thông thoáng. Thì với vườn chanh dây này á, thì nó bị bệnh bã trầu, bệnh nấm dầu, đốm quả, làm cho cái quả nó thối nhũng và nó lây rất là nhanh. Với cái vườn chanh dây này thì mình cho nông dân này chúng ta tiến hành cắt bỏ những cái quả đi, những cái quả bị đốm á, rồi những cái trái nó bị hư chúng ta cắt đi. Còn về cái yêu cầu là chúng ta cắt cách từ 20 đến 40 cm. Nói chung là cái trái chúng ta không nên để sát đất, chúng ta cắt hết đi. Những cái nào thòng dưới đất chúng ta cắt hết. Thì đây là nông dân chúng ta tiến hành cắt đây, những cái quả hư chúng ta tiến hành cắt dục hết. Còn những cái dây mà cái thòng xuống đất á, chúng ta cũng cắt bỏ hết. Những cái lá già chúng ta cũng nên tỉa hết, không nên để quá dày, quá rộng khiến cho nấm xâm nhập và gây hại ở trên lá, trên trái của cái dây, đặc biệt là trên trái. Thì cái mùa mưa này á, thì nó kéo dài rất là lâu, nên bà con cứ chịu khó cắt tỉa cành cho mình, không thoáng những cành già, còn những cành nào mà còn non á, thì chúng ta không nên để thòng sát đất quá, thì sẽ tạo điều kiện cho nấm thuận lợi nó gây hại. Thì đó là về cái biện pháp mà phòng bệnh cho cây chanh dây và cây tiêu vào mùa mưa. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo về chanh dây, về cây tiêu, cây bơ, nông nghiệp ở Tây Nguyên, Đắk Lắk. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi những